Anh em nhìn đơn hàng in này, cháy máy luôn, hết mực luôn. Một máy in này chỉ được đúng 3 ngày hết mực rồi. Quá kinh khủng hàng cho anh em. Bên trên bộ phận tư vấn bán hàng thì in đơn cứ gọi là hết mực luôn, cháy máy in. Còn bên dưới bộ phận anh em kỹ thuật lắp đặt máy đây, cứ gọi là nhức hết người, mù hết mắt anh em ạ. Đây, hàng đi quá trời cho anh em luôn. Khách hàng ở khắp nơi trên toàn quốc, từ Bắc vào Nam, tơi bời khói lửa. Đây là đang test một con cao áp cho anh em đây, và khách yêu cầu là lắp qua cả du lô con dây luôn. Thì đây, trước khi xuất thì sẽ test qua cho anh em luôn, test nhanh qua để đảm bảo là máy chạy hoàn hảo này, cũng như là các phần cút nối, cút chuyển đổi đây kín, nó không bị hở. Bộ này thì cấu hình sẽ là 3 ký cao áp này. Mức áp đang chạy cho anh em đây, đang ở mức 150 cân này, tương đương với 2000 PSI này. Bật đây. Đấy, toàn bộ hệ thống như này kín là được này, không hở đâu này. Bộ này nhá, sẽ là 8 triệu bao ship tổng quốc cho anh em luôn. Còn nếu mà anh em mà yêu cầu mà du lô ấy thì thêm 500 nữa. Con này cấu hình là motor 3 ký, lắp đầy đủ luôn, bao gồm sẽ là dây 15 mét này, súng 4 bếp, bếp 0 độ, 15 độ, 25 độ, 40 độ, và tặng cho anh em mình bọt 1 lít để anh em về chở chạy. Hộp kỹ thuật thì lắp đầy đủ luôn đây. Đồng hồ hiển thị vôn này, và ngoài ra có cả TV chống giật này, công tắc tơ này. Cái này của Nhật bãi anh em nhé, cực kỳ an toàn luôn. Đấy, ngày hôm nay đây, quá trời máy cho anh em luôn. Anh em mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với chúng tôi để máy qua số điện thoại là 0923 803 222, 0967 123 36 và 0855 777 555.